Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm Mầm Vlog lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại giống mới. Đó là hạt giống hoa cánh phượng nha các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Thì cái hoa cánh phượng này này. Các bạn nhìn trông cái hoa nó nhìn như là con phượng hoàng đúng không ạ? Người ta có thể gọi đó là hoa cánh phượng hay còn gọi là hoa phượng hoàng. Tức là nó có một cái màu đây. Các bạn nhìn này, hình dáng rất là đẹp đúng không ạ? Thì cái loài hoa này thì đang được rất nhiều người săn lùng đó. Và khâu chăm sóc của nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì nhiều cầu kỳ cả. Các bạn nhìn màu vàng của nó rất là đẹp đúng không ạ? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách ươm hạt cũng như là cách trồng cái cây này khi mà chúng lớn lên và cho ra hoa nhé. Để tôi sẽ cắt cái gói ra xem là trong gói này là có bao nhiêu hạt. Nó có 4 hạt đấy các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một cốc nước như thế này, một cái bát nước như thế này. Cái hạt giống hoa cánh phượng này này thì nó khá là to các bạn nhìn này. Đấy. Và trước khi mà các bạn muốn trồng xuống dưới đất thì các bạn phải xử lý cái này đã. Đó, tức là chúng ta sẽ cho vào chúng ta ngâm. Thế thì chúng ta ngâm thì ngâm độ khoảng tầm 4 đến 5 tiếng. Cái hoa cánh phượng này này thì các bạn nó là một cái loài cây làm bằng thân leo. Thế cho nên là nếu mà với cái điều kiện và chăm sóc tốt ý, thì các bạn có thể nó có thể leo lên tới được tầm 3,5 m, tức là rất là cao đúng không ạ? Thế thì cái cây này chúng ta chủ yếu các bạn sẽ trồng ở những cái nơi đâu? Ví dụ như nó là trồng ở những nơi như ở cổng của chúng nhà chúng ta chẳng hạn, hoặc là chúng ta cho leo tường, ban công hay là cửa sổ hoặc là hàng rào, nhìn trông nó rất là đẹp khi mà chúng nở hoa ra một cái màu vàng rất là sặc sỡ và rất là đẹp mắt. Sau khi đã ngâm được tầm 4 đến 6 tiếng rồi thì các bạn sẽ vớt cái hạt này ra. Chúng ta sẽ vớt cái hạt này ra và chúng ta sẽ ủ các bạn nhé. Các bạn ủ, làm ẩm cái khăn này đi, các bạn sẽ ủ. Và các bạn sẽ ủ nhé. Ủ thì trong cái quá trình mà ủ ý thì các bạn sẽ cho vào trong cái đây, chúng ta sẽ cho vào trong này túi ni lông hoặc là cho vào cái lọ nhựa để các bạn ủ vào trong này ấy, thì là nó sẽ không bị bay hơi nước đi và cái hạt của chúng ta nó vẫn có cái độ ẩm. Thì chúng ta vẫn thường ngày hàng ngày thì các bạn sẽ kiểm rỡ ra là kiểm tra đó. Thì khi mà các bạn đã cho vào trong này rồi thì chúng ta sẽ bịt kín cái miệng này lại đúng không ạ? Cái túi này nó có cái miệng zip này thì chúng ta sẽ niết chặt này lại. Thì cái hơi nước ở trong cái này nó sẽ không bay hơi nhanh được và chúng ta sẽ không thường xuyên phải tưới nước vào trong cái khăn ẩm này nữa. Thế thì trong khoảng thời gian như vậy thì độ khoảng tầm lẩy mầm là từ 10 cho đến 15 ngày, tức là tùy vào cái nhiệt độ hoặc là cái khí hậu mà nơi mà các bạn đang ở nó có phù hợp với cái yêu cầu của cái hoa này hay không. Thì cái hoa này này thì các bạn sẽ cái nhiệt độ gieo của nó là từ 18 cho đến 25 độ và cái nhiệt độ để sinh trưởng là từ 15 cho đến 35 độ đó. Thế thì sau khi mà các bạn đã ủ và chúng ta sẽ kiểm tra lẩy mầm rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một cái giá thể như thế này. Cái giá thể để trồng cái hạt hoa cánh phượng này thì đó là nó sẽ là cái đất tơi xốp các bạn nhé. Tức là phải tơi xốp như thế này để khi mà chúng ta mà tưới nước vào ấy thì là nó sẽ thoát nước rất là nhanh, nó sẽ không gây ngập úng cho cái hạt hay là cũng như là cái cây của chúng ta nữa đúng không ạ? Thế thì cái cây hoa cánh phượng này này các bạn nhé, có thể trồng cố định luôn, chúng ta không cần phải chuyển sang chậu nữa. Nếu mà các bạn thích chuyển sang chậu cũng được, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà bởi vì nó là cái cây leo cho nên là chúng ta sẽ trồng cố định luôn để ở cái chỗ mà nơi mà chúng ta mà muốn để đó là như là cái hàng rào sắt hoặc là cái leo tường ở cái ban công ấy hoặc là cái bờ tường ấy đó. Thế thì cái đất ở đây là cái đất như thế nào? Đó là đất tơi xốp và thoát nước tốt. Thì ví dụ như là đất thịt chẳng hạn hay là đất pha cát hay đất mùn, tức là vân vân, miễn là làm sao cái đất mà chúng ta chuẩn bị nó phải là đất phải thật tơi xốp. Hoặc không, nếu như nhà các bạn ở trên thành phố các bạn không có đất thì các bạn có thể ra ngoài chỗ cái cửa hàng cái cảnh chúng ta sẽ mua một loại đất, đó là đất chipat. Loại đất chipat này nó sẽ chuyên dùng cho trồng tất cả các loại cây, nó rất là tốt bởi vì trong đó người ta đã pha lẫn tất cả các thể loại, ví dụ như là đất này, mùn này, hay là sơ dừa này,
hay là phân rồi thì người ta đã trộn lẫn xong đấy rồi, nó rất là hợp lý, thì các bạn có thể là mua về và chúng ta sẽ trồng luôn ngay. Các bạn sẽ lấy cái hạt mà chúng ta đã ủ được, nó lúc này nó sẽ lứt mầm ra và chúng ta sẽ trồng. Đó, các bạn nhìn này, chúng ta sẽ trồng, chúng ta sẽ để sâu xuống thế này. Đấy. Trồng xuống như vậy rồi thì chúng ta sẽ phủ lớp đất lên trên chốc. Và các bạn sẽ dùng cái bình phun sương để chúng ta sẽ tưới vào để cho nó có cái đất ẩm và cái có cái độ ẩm để hạt chúng ta sẽ dễ lên cây con hơn. Đó. Hoặc không thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái lọ nhựa như thế này, chúng ta sẽ đục những cái lỗ nhỏ ở trên cái nắp như thế này. Đấy. Các bạn sẽ tưới phun sương như thế này. Sau khi tưới phun sương xong thì các bạn cho vào trong rơm mát. Và hàng ngày các bạn sẽ tưới phun sương một ngày 2 lần đều đặn vào buổi sáng và buổi chiều. Thì cái buổi chiều đấy các bạn đừng tưới quá muộn, bởi vì tưới quá muộn thì là cái nước nó sẽ chưa kịp thoát nước thì nó sẽ gây ngập úng cho cái phần nào của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì sau khoảng tầm 10 cho đến 15 ngày thì là hạt của chúng ta sẽ lên cây con, nảy mầm và lên cây con. Thì cái lúc này chúng ta vẫn duy trì cái độ ẩm cho đất để cây của chúng ta sẽ được phát triển nhanh hơn. Sau khi gieo hạt được rồi thì các bạn và tưới nước và giữ độ ẩm. Cái hoa cánh phượng này thì các bạn có thể trồng được quanh năm, tức là nó không chọn mùa. Và cái phần mà đất để trồng hoa cánh phượng nó cũng không kén chọn đất, tức là các bạn trồng ở trong loại đất mà miễn làm sao nó đạt và đảm bảo được cái độ đủ cái độ yêu cầu. Và khi mà cây được khoảng tầm 1 tháng rồi ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái lá nó lên rất là xanh tốt. Nếu như các bạn lúc này thì các bạn có thể là bón phân cho cái cây của chúng ta được rồi. Nhưng bón phân thì các bạn phải pha ra thật loãng nha các bạn nhé. Phân ở đây thì có thể là phân là NPK hoặc là phân lân, thì các bạn sẽ hòa loãng ra với nước và chúng ta sẽ tưới với bình phun sương, và các bạn tưới sẽ tưới từ trên tưới xuống. Nhưng các bạn nên nhớ là khi mà nó đã ra hoa rồi ý, thì là các bạn đừng tưới vào hoa của chúng nhé, bởi vì tưới vào hoa của chúng thì nó sẽ làm thối những cái bông hoa của chúng ta, đúng không ạ? Các bạn chăm sóc cái hoa cánh phượng này nó cũng rất là dễ dàng và đơn giản thôi. Thì các bạn chỉ cần đảm bảo được đủ cái độ ẩm cho hoa cánh phượng, và một tháng thì chúng ta sẽ bón phân một lần. Chúng ta liên tục thường xuyên tỉa lá, cắt cành và xới đất, nhặt cỏ để cây nó sẽ thông thoáng và nó sẽ không có cái mầm bệnh. Tức là cây của chúng ta mà cứ có những lá già úa vàng ấy, nó hay dễ có những cái mầm bệnh nó lây lan lắm. Cho nên là chúng ta cũng nên phải thường xuyên cắt tỉa. Bởi vì nó là cái loài cây thân leo, cho nên các bạn trồng thì các bạn sẽ cho nó leo lên trên giàn này, hoặc là leo lên trên bờ tường, hay là chúng ta sẽ cắm một cái cọc ngay cạnh cái thân cây ấy, thì sẽ để cho cái phần ngọn của cái cây này nó sẽ leo lên bằng cái cọc đó, đúng không ạ? Hoặc là bằng một cái thanh tre nào đó thì các bạn sẽ cắm ngay cạnh đó để chúng ta sẽ leo. Thì độ khoảng tầm một tháng là nó đã có cái ngọn vươn lên rồi thì các bạn sẽ cắm cái thân cây đó vào đây và ngay cạnh cái cây hoa cánh phượng. Và cái kể từ khi mà gieo trồng cái hoa cánh phượng này cho đến khi mà chúng nở hoa ra là từ 95 cho đến 100 ngày, tức là với cái điều kiện là các bạn phải chăm sóc ở với cái nhiệt độ mà như tôi đã nói ở bên trên đấy là 18 đến 25 độ C hoặc là 13 năm độ C là một cái điều kiện sinh trưởng và thích hợp tốt nhất để cho cái cây hoa cánh phượng chúng ta phát triển tốt và ra hoa rất là đúng với cái dự định của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách trồng cây hoa cánh phượng là như vậy. Vậy thì ai có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với shop của chúng tôi theo số điện thoại là 0978 426 812. Ươm mầm Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.